nhà vệ sinh một chút. Mình lại xấu xí thế này. Cái này là cái gì đây? Cô về đi. Ở đây không có gì chẳng buồn hết. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ để có một giây hạnh phúc. Nếu cô đã muốn vậy thì cô có thể chọn lấy hai hạnh phúc đổi lấy một. Chọn hai, hai loại hạnh phúc. Rốt cuộc hạnh phúc của mình là gì ta? Trở nên xinh đẹp hay là giàu có ta? À, còn cả rủi ro nữa. Thôi kệ, không suy nghĩ nữa. Phải làm sao đây? Tí mình còn phải đi phỏng vấn nữa mà. Ôi chết, tôi xin lỗi. Cô có làm sao không? Không, tôi... Cô chờ tôi một chút nhé. Cô ngồi tạm chiếc áo này đi. Ôi, anh ấy đẹp trai thế nhỉ? Em giới thiệu đi. Em chào anh ạ. Em tên là Ngọc và năm nay em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Kyung Ki. Hôm nay đến đây phỏng vấn thì rất là mong muốn có cơ hội được vào công ty của mình. Lại trượt phỏng vấn nữa rồi. Chắc đây là rủi ro mà mình phải chịu. Xong rồi đấy à? Buổi phỏng vấn hay sao rồi? Không tốt cho lắm rồi. Chỉ là buổi phỏng vấn thôi mà. Không lần này thì lần sau. Anh nói cũng phải. Tôi đến để trả lại anh cái áo. Không cần đâu. Cô giữ lấy đi. Tôi nghĩ nó hợp với cô hơn đấy. Nhưng mà... Cô mặc chiếc áo này mà lại trượt phỏng vấn. Tôi biết chịu trách nhiệm với cô như nào đây. Biết con mình sinh ra sẽ xinh như là bố nó hay
ai nó lại xấu như mình ta? Cái Hòa này, sao lại xấu như thế này? Nào, để hôm nay bố kể cho con nghe câu chuyện vì con xấu xí nhá. Kìa anh, anh không thích nghe những câu chuyện như này đâu. Vậy thôi đổi chuyện khác nhé. Đương nhiên là tôi rất lo lắng chứ. Tôi sợ đứa bé sinh ra sẽ giống mình, xấu xí, bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Và tôi cũng rất sợ người hoàn hảo như anh ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Nhưng cuối cùng hạnh phúc lại một lần nữa đến với tôi. Sư Chi à, hôm nay mẹ con mình ra thăm bố đi. Tôi muốn những thứ xinh đẹp nhất. Con của ba đây rồi. Cô gái ở tiệm giặt chiều nay là ai vậy? Nhìn hai người có vẻ khá là thân thiết. À, cô chỉ là khách thôi mà. Sao thế? Cười lên đi hả? Rốt cuộc thì anh cũng chỉ thích cái đẹp. Sao? Sao lại nói như vậy? Người như anh sao lại thích tôi cơ chứ? Em vẫn không hiểu sao? Ngoài em ra, anh đâu còn ai khác? Tôi không tin! Tôi cũng không muốn nghe! Ô kìa! Em vẫn còn giận anh. Thật ra thì... Tôi không muốn nghe. Ngoài tiệm vẫn còn chút việc. Anh đi ra một chút rồi quay lại. Khi nào em nguôi giận thì gọi cho anh nhé. Trời sáng rồi à? Cả đêm anh ấy vẫn chưa về. Vâng ạ. Chào cô. Tôi là cảnh sát. Cho hỏi cô có mối quan hệ gì với chủ tiệm giật là? Anh ấy là chồng tôi, có chuyện gì vậy ạ? Sao ấy? Ơ nhưng mà hình như chưa tìm được thủ phạm. Gì thế? Rồi khiếp. Máu mẹ bé bét. Rồi. Đi. Ui. À vâng. Chúng tôi sẽ tạm dừng điều tra vụ án của chồng cô ở đây. Bởi vì hiện tại chưa đủ bằng chứng để có thể kết luận vụ án. Các người không phải là cảnh sát hay sao? Chúng tôi xin lỗi, mong cô hãy bình tĩnh lại. Ôi giời ơi, mày nhìn kìa. Con kia xấu vãi. Ờ xấu rồi nhưng mà chồng đẹp dai. Ui con xinh ui. Cô tê con thế. Con xinh vãi. Mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ đi ra. Mẹ ra cho mẹ. Mẹ xin con. Mẹ ra cho ba. Mẹ
Mẹ mệt quá. Ở đây chơi mẹ đi nghỉ một xíu nha. Trời tối rồi à? Sao con nó không bật đèn đấy nhỉ? My ơi! Ông dám lừa tôi. Không nói được hay không ư? Hai bất hạnh thì có. Ý con là sao? Tôi chỉ cho con một thôi. Vậy ông giải thích sao về cái chết của chồng và con của tôi? Ba thương con vì con giống mẹ. Chị vẫn còn nhớ tôi chứ? Đây là quà kỷ niệm ngày cưới mà chồng chị nhờ công ty tôi thiết kế. Nhưng mà tôi vẫn chưa kịp đưa cho anh ấy. Em biết không, lần đầu gặp em, anh đã biết được em là một cô gái hiền lành, tốt bụng, mà sẽ cùng anh đi hết con đường này. Anh yêu em không phải vì em xinh đẹp, mà vì em chính là em. Em yêu anh, nhưng tất cả cũng chỉ vì em sợ mất anh mà thôi. Con vẫn còn chơi à?